Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, gần một năm kể từ ngày xung đột Nga-Ukraine nổ ra, các lực lượng không quân Nga được cho là đã thay chiến thuật nhằm hạn chế tổn thất đối với máy bay chiến đấu của nước này, đặc biệt đối với máy bay trực thăng K-52. Các chuyên gia quân sự ước tính, lực lượng không quân Nga hiện đang có tổng cộng 330 máy bay trực thăng gần biên giới Ukraine và gần chiến tuyến. Hầu hết trong số này là trực thăng K-52 với số lượng khoảng 100 chiếc. Trong bối cảnh nguồn cung cấp trực thăng quân sự K-52 đang bị hạn chế, quân đội Nga buộc phải thay đổi chiến thuật. Nga không sử dụng K-52 băng qua tiền tuyến để tránh hỏa lực từ hệ thống tên lửa phòng không di động vác vai của đối phương, thay vào đó chỉ vận hành máy bay trực thăng dọc theo đường phân giới và phóng tên lửa dẫn đường hoặc tên lửa không dẫn đường từ trên cao và các cứ điểm của Ukraine. Bên cạnh đó, Nga cũng đã bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ bảo vệ trực thăng tấn công nhằm tránh những tổn thất không cần thiết trong trường hợp Ukraine tiến hành pháo kích vào các sân bay. Nga cũng loại bỏ chiến thuật dùng trực thăng tấn công đơn lẻ và chuyển sang các hoạt động tấn công theo cặp. Cụ thể, Nga được cho là đã kết hợp K-52 với Mi-28 nhằm gia tăng hiệu quả chiến đấu và nâng cao khả năng ứng phó với hệ thống phòng không của đối phương. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, nếu Nga gia tăng tần suất triển khai K-52 trong các cuộc giao tranh, thì các lực lượng Ukraine có thể gia tăng mật độ vũ khí phòng không ở gần mặt đất hoặc các vùng chiến tuyến bằng cách tái phân bổ lực lượng và các phương tiện sẵn có. Máy bay K-52 Alligator là máy bay trực thăng chiến đấu tiên tiến nhất của Nga, có tốc độ tối đa là 315 km/h, trần bay 5.400m và tầm hoạt động 1.000 km. Có 6 giá cứng gắn ở cánh và mang được tải trọng vũ khí 1.800 kg, bao gồm rocket, tên lửa, pháo và đạn dược. Ngoài ra, nhờ được trang bị radar Phazontron FH-01 bức 6mm với 2 anten, nó có khả năng phát hiện mục tiêu trên không và trên mặt đất, cùng hệ thống tác chiến điện tử toàn diện với máy thu cảnh báo radar, laser, hệ thống gây nhiễu hồng ngoại, điện tử cùng 2 hệ thống phóng bồi bẫy UV-26. Trực thăng K-52 có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có thể tiêu diệt các mục tiêu gồm phương tiện bọc thép, phương tiện không bọc thép, binh sĩ đối phương và những mục tiêu trên không bay tầm thấp. Loại máy bay này cũng được sử dụng như một trạm chỉ huy trên không nhằm thực hiện nhiệm vụ giám sát các phi đội trực thăng tấn công khác. Không quân Nga được cho là đã sử dụng rộng rãi trực thăng K-52 trên chiến trường để thực hiện hai vai trò này, đồng thời tấn công binh sĩ và các máy bay của Ukraine. Giữa bối cảnh Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí sát thương cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine, mới đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cảnh báo việc Trung Quốc hỗ trợ cho Nga có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới. Cụ thể, trả lời một phỏng vấn vào ngày 20 tháng 2, Tổng thống Zelensky cho biết, với Ukraine, điều quan trọng là Trung Quốc không ủng hộ Nga trong cuộc chiến này và Ukraine mong muốn Bắc Kinh đứng về phía Kiev. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này là không khả thi vào thời điểm hiện tại. Ông cũng cho biết, Trung Quốc có cơ hội đánh giá thực tế về những gì đang diễn ra. Vì nếu Trung Quốc đứng về phía Nga, một cuộc chiến tranh thế giới mới sẽ xảy ra và Trung Quốc nhận thức rõ được điều đó. Bình luận trên của ông Zelensky đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Trung Quốc về tác động và hậu quả nếu Trung Quốc viện trợ vật chất hay hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Đáp lại cáo buộc của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính Mỹ mới đang liên tục chuyển vũ khí ra chiến trường Ukraine chứ không phải Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc chúng tôi kêu gọi Mỹ nghiêm túc suy nghĩ về hành động của chính mình và hành động nhiều hơn nữa để xoa dịu tình hình, thúc đẩy hòa bình và đối thoại, đồng thời ngừng đổ lỗi và lan truyền thông tin sai lệch. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ vượt qua làn danh đỏ của khối này nếu Bắc Kinh gửi vũ khí cho Nga. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị cho biết ông đang có chuyến công du châu Âu, đồng thời chỉ trích Mỹ can dự vào quan hệ Nga-Trung. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận chuyến thăm của ông Vương tới Moscow, song không công bố thời gian cụ thể. Trước đó, một nguồn tin ngoại giao không nêu tên từng tiết lộ với Reuters rằng ông Vương dự kiến sẽ đến Nga trong thời gian ngắn và sẽ thảo luận về các ý tưởng của Trung Quốc về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine cũng như các vấn đề song phương. Trong diễn biến liên quan, mới đây Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc vượt qua làn danh đỏ cung cấp vũ khí sát thương cho Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Cụ thể, Đại sứ Greenfield nói với CNN rằng bà hoan nghênh tuyên bố của Trung Quốc rằng họ muốn hòa bình vì đó là điều mà Liên Hợp Quốc luôn muốn theo đuổi. Song, bà cho rằng nếu Trung Quốc có bất kỳ ý nghĩ và nỗ lực nào nhằm viện trợ những vũ khí sát thương cho phía Nga để tấn công Ukraine thì điều đó là không thể chấp nhận được. Đại sứ Greenfield cũng cho biết phía Mỹ sẽ không công bố cụ thể các hậu quả đó là gì,
nhưng đã thông tin điều này tới phía của Trung Quốc. Theo đại sứ Greenfield, Trung Quốc sẽ vượt qua làn danh đỏ nếu nước này cung cấp vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng từng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga và cảnh báo rằng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu điều này diễn ra. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Blinken đưa ra ngay sau cuộc hội đàm với ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc bên thềm Hội nghị An ninh Munich, Đức. Ông Blinken cũng cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả khi Trung Quốc hỗ trợ Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kể từ khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc liên quan đến một khinh khí cầu mà Mỹ nghi là thiết bị do thám bay qua lãnh thổ Mỹ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào hồi tháng 2 năm 2022 đến nay, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang sử dụng những chiếc xe tăng có từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, các binh lính Ukraine vận hành xe tăng phàn nàn rằng các phương tiện này đã hao mòn và thường xuyên bị hỏng. Lực lượng Ukraine cũng đã bắt đầu được huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard 2 tại Ba Lan, nhưng Kiev dường như đang dần mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi các đợt vận chuyển xe tăng từ phương Tây. Hiện quân đội Ukraine đang vận hành nhiều xe tăng có từ thời Liên Xô, trong đó có T-64, T-80, T-84 và T-72 mà nước này nhận được từ các nước Đông Âu. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine được cho là đã mất một nửa trong số 800 xe tăng. Mới đây, chỉ huy một đội xe tăng của Ukraine tên là Igor nhận định với tờ Anpe của Tây Ban Nha cho biết xe tăng T-64 mà đội tăng của ông đang điều khiển đã bị hao mòn và thường xuyên bị hỏng. Theo ông Igor, các vấn đề kỹ thuật đã cản trở nghiêm trọng các hoạt động chiến đấu của quân đội Ukraine. Bản thân ông cũng đã nhiều lần buộc phải rời khỏi chiến trường thay vì tấn công các vị trí của Nga do xe tăng bị hỏng. Cụ thể, ông Igor cho biết xe tăng của ông đã hơn 50 năm tuổi và ông đang chờ đợi xe tăng Leopard của Đức để có thể chuyển sang một phương tiện đáng tin cậy hơn. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich mới đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Đức sẽ triển khai những chiếc xe tăng Leopard đầu tiên tới Ukraine trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời kêu gọi NATO chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài. Bên cạnh các xe tăng Leopard 2, Ukraine cũng sẽ nhận được xe tăng Abrams và Challenger 2 từ Mỹ và Anh. Tuy nhiên, mong muốn của ông Igor về việc chuyển sang các xe tăng phương Tây có lẽ sẽ không diễn ra sớm. Trong những tuần qua, chính phủ Ukraine đã vận động các nước NATO viện trợ thêm nhiều xe tăng hơn cho nước này. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định các nước phương Tây đang gặp phải khó khăn trong việc tập hợp đủ 2 tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 để cung cấp cho Ukraine như cam kết vào cuối tháng 1. Một số chuyên gia quân sự cảnh báo, nếu Ukraine chỉ được cung cấp một số lượng nhỏ xe tăng, thì điều đó sẽ không thể thay đổi tình hình trên chiến trường, đặc biệt giữa bối cảnh Nga đang tăng cường tấn công nhằm kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông Ukraine.